Vâng, xin chào tất cả các bác. Thì nay em mới về được một con rề rất là khủng của San Sui. Đó là con rề CAF1, một trong những con rề size hậu rất là sâu và chạy nguồn xuyến. Rề này cực kỳ hay. Em đang ghép với con bao Ogio M509 luôn. Thì so với rề của con bao Ogio thì con rề này hay hơn của con rề của dòng Ogio nha các bác. Tại vì dòng rề này tích hợp đầy đủ luôn này: bass, chép, ba lăng, volume và có cả âm thanh low net mà những dòng rề Ogio không có. Nên là con rề này cực kỳ đắt giá nha. Bác nào lấy một combo luôn một rề bộ con rề San Sui F1 với con bao Ogio 509 thì alo cho em. Con bao này là giá 2-3 triệu 5, đẹp kiến công luôn nha. Đây là dòng cấu hình lớn, chạy 2 tăng phô, cấu hình mô lóc cực kỳ khủng nha. Con bao là 2-3 triệu 500. Con rề San Sui CAF1 hàng mạng về cực đẹp nha. Con rề này thì 7,5 triệu nha các bác. Bác nào mình lấy combo luôn là cực kỳ tuyệt vời luôn, vừa nghi hay vừa trưng bày đẹp. Các bác thấy size con rề không? Cực kỳ sâu và cùng hậu đẹp với con Ogio luôn nha. Rề này khủng á, 34W nha các bác, điện 100V nha. Size mỏng rất là đẹp nhưng mà hậu rất là sâu, sử dụng nguồn xuyến nha. Con rề San Sui CAF1 dòng Super Semi chè mạch DC có low net và chế độ bass trap đầy đủ hết nha. 7,5 triệu và con bao là 2-3,5 triệu, tổng bộ là 31 triệu quá. Tổng bộ là 31 triệu. Bác nào mình lấy thì alo cho em lấy nguyên bộ này, quá tuyệt vời luôn nha. Với con rề San Sui và tiếng cực kỳ dễ ghép với những tất cả dòng loa San Sui thì cho chúng ta một âm thanh rất nịnh tai, bass chép canh, có low net hỗ trợ cho giải bass cực kỳ sâu và không thiếu đó là một con bao ra âm thanh cực kỳ khỏe của Ogio, sử dụng sò xanh ken 2 vít cực kỳ khỏe, bộ hồ vuông rất là to, nặng trên 30 kg với công suất lớn. Bộ này các bác chơi những dòng bass 40 lại thoải mái hết nha, và chơi 2 cặp 30 nghi nhạc. Nếu các bác karaoke thì các bác có thể ghép một con vang phía trên nữa nha. Đấy, còn như đây các bác nghi nhạc hát karaoke thì cần một con vang. Còn các bác còn lấy lĩa thì con bao là 23 năm, con rề là 7,5 triệu nha. Giờ em con bao bữa em đã mở các bác cùng xem rồi, có chung bao mới tinh, có mới kiến công rồi đó. Đấy, các bác thấy này, mới kiến công rồi nha. Em chứng tuyến rất là kỹ nên có yên tâm về độ đẹp. Và được tiếp theo là em sẽ mời các bác đi vào nội thất bên trong con này này. Vâng, em mời các bác cùng xem cấu hình của con rề cao cấp CAF1 dòng DC của San Sui. Các bác thấy một bộ mạch cực kỳ khiếp không? Sử dụng tăng vô xuyến nha các bác, 100V. Tăng vô xuyến to bằng gần bằng một lòng ngón tay phía trong và hai tàu lọc nguồn rất là lớn, hai cầu chì cho hai kênh. Và là phần rề, các bác sẽ thấy hai rề cho mỗi vế này. Mới kiến công luôn nha. Một con rề San Sui cực kỳ chất lượng. Đầy đủ các các tính năng như là bass chép và low net, và các bác biết từ âm thanh của San Sui rồi. Tiếng mượt và sáng tiếng, nảy tiếng, tất cả ba giải. Nên là các bác nào chơi nhạc đều thích chất âm của San Sui, là dễ nghe, dễ ghép, dễ phối ghép với tất cả dòng loa Mỹ, Âu, Nhật. Và nếu các bác lấy bộ này thì quá tuyệt vời rồi. Một con rề hay và cũng như là một con bao cực kỳ đỉnh của Ogio. Đây rất là mới luôn nha, cực kỳ mới luôn nha. Cả bộ là 31 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship nha. Rồi em Chí xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.